Vâng, khó đấy. Tôi bắt đầu thấy viễn cảnh chim sẻ đáng ba đời hiện ra rồi anh em ơi. Đó, những bước đi dò đầu tiên thì có bài Yamato của game thủ Mạnh Hà chúng ta. Và gặp Baby Min đấy, cái bài Baby Min lần trước là sẽ cầm IA gặp Baby nó bổ cho đấy. Đấy có voi rồi, hiện tượng 3L đến rồi, quả đầu 7 rồi. Gỗ đầu gần rồi anh em ơi, hiện tượng 3L, hiện tượng 3L đến rồi. Đây là BG đến từ Mạnh Hào và quả đấu 7 cây như cái bài Yamato. Trong khi đó thì game thủ chim sẻ nắng là bài đấu được cầm Egypt. Egypt này thì đang có quả đầu 7 cây nữa. Gỗ đầu cũng gần với con Egypt này luôn. Bài đẹp thế. Dừng cạnh nhà luôn à. Ăn mấy cây quả này xong đóng BS đầu là cũng bờ anh binh. Trong khi đó đây là mặt máy game thủ Mạnh Hào với những cái trò đầu tiên. Một voi rồi, rừng cũng có rồi. Nhầm quân Hải ơi, không nhầm bảng quân à? Bạn quân nhầm à? Ok anh ơi, chim sẻ nắng là người được cầm Egypt nhưng phải cầm IA, em chỉnh lại đây ạ. Em điền hơi vội anh ơi, sorry anh em sửa lại luôn rồi, cảm ơn anh em đã góp ý. Thôi chết rồi, bài IA này S đầu lại còn nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng nữa thế này thì... Vâng, đợi đi anh em ạ. Thật với ông là nhìn cái bãi vàng với bãi gỗ này thì ai cũng sẽ đóng với S nhân đôi thôi. Ừ, nhưng mà kiểu gì cũng sẽ là S nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng đúng chưa? Chứ chả ai đóng S chỗ khác được cả. Đã bảo rồi, tôi chỉ thiếu mỗi tay thôi. Tôi có đầu nhưng không có tay. Tôi mà có tay tầm như hưởng lắc các kiểu thì đời đi hết. Thằng này chắc là trốn rồi. Và như vậy là thiếu mua bãi quả phụ và hiêu đầu đi Mạnh Hào. Như vậy sẽ chết dân đúng không? Không chết à? Chết chứ, chết rồi. Không thấy có tình huống còn xuất hiện trên bản đồ là chính xác là đời đi đấy. Bài cầm Egypt, hiêu đầu quả phụ, hiêu đầu có 6 con đấy, chim sẻ nắng chúng ta. Đang lùa bài hiêu về với bài đấu này. Dám này không quảng cáo, à không phải em bị cụt tay anh ơi. Không phải em bị cụt tay mà là đơn giản là em ấy thôi. Em tay em chậm. Thế nên là em... anh lại bảo thằng bình luận viên bị cụt tay à nữa thế này, hỏi rát thế anh. Hỏi hơi độc mồm độc miệng đấy. Và hỏi kiểu rủa thế này. Hỏi đéo nữa. Ôi thần kinh mất. Và chẳng qua là tay em chậm thôi nên là em ví von kiểu là không có tay thôi. Chứ không phải bị cụt đấy nhá. Hỏi đéo nữa thế này. Rồi, chặt nốt cây gỗ này để đóng S nhân đôi ăn cả gỗ cả vàng nếu Mạnh Hào bài 3L IA. Chúng ta theo dõi mặt máy của game thủ Mạnh Hào trận đấu này. Rồi, đóng S thôi. Bao giờ mới hết dịch nhỉ? Múa. Để múa chứ để làm gì? Đây là, đây là quả phụ đến từ game thủ Mạnh Hào chúng ta. Vài đôi voi quả phụ. Hiêu đầu ở đâu đấy anh? Hai quả phụ à? Và như vậy không ăn hiêu đầu thì chắc là hai quả phụ rồi. Thêm một chiếc nhà BE nữa. Em thế này rồi 3L, ông đừng có bịp tôi. Và tôi đã bảo là tôi có đầu nhưng không có tay rồi. Mà lại còn định múa à? F thế này rồi F 3L ạ. Rồi, cơ cấu rồi. Chúng ta cùng xem Mạnh Hào còn đồ ăn gì nữa với bài đấu cầm nhà của mình. Một bài 25 dân dành cho IA 3L. Chắc chắn là hai quả phụ anh em ạ. Thì mới gáy 3L được chứ còn những cái loại một đôi voi và hiêu đầu quả phụ và đòi đánh 3L thì đi chỗ khác chơi. Thật bạn đi chỗ khác chơi luôn. Bài đấy chỉ có thể là đời đi. Mình bình luận viên thì mình cũng gọi là biết một chút về kiến thức đế chế anh em ạ. Chứ không phải là bình luận viên theo kiểu là ối rồi ôi đâu. Đây là BB đấy, Mạnh Hào chúng ta. Đấy, xem game thủ Mạnh Hào thi đấu. Giám sát kỹ thế, ngó nữa.
Rồi, cơ cấu thôi. Chúng ta xem Mạnh Hào nào. Vài kích đời ở trong đầu 10, tạm thời đang một BL nào L2. Ông múa luôn BL thứ ba ra đi, đủ gỗ rồi. Đóng 3L luôn đi. Ruộng thì không vẽ, đang bú hai quả phụ thì chả đóng 3L đi còn gì nữa. Không phải đóng BS ăn vàng luôn rồi. Do đẩy đi, bàn tay cũng chờ xem nào. Không có tay lùa hiêu à? Làm gì có tay lùa hiêu anh ơi. Ui dồi. Vâng, như vậy là 1-1. Đó là game thủ tiệm ăn thầu. Vâng, thầu lại quay sang bảo quyết chết rồi, nó đóng 3L rồi anh ơi. Vâng, công giáp đầy đủ ngựa giò. Vâng, thầu sẽ quay sang bảo quyết nó đóng 3L, nó đóng 3L rồi. Quật như nào? Vâng, 3BL đến từ Mạnh Hàm ra. Min đánh cung thì gặp ngay IA3L là chuẩn rồi, còn gì nữa. Min Văn đánh cung gặp IA3L quá chuẩn bài rồi. Một E nữa mới kín anh ơi. Một E nữa ở dưới mới kín nữa. Chính xác, đã kín. Bây giờ thì phải vẽ ruộng BG này gấp. Phải khoanh tròn khoanh ruộng này. Bắt buộc phải khoanh tròn khoanh ruộng này thì mới nghĩ đến vài 3L được. Còn nếu không khoanh ruộng tròn ở đây thì đừng có nghĩ đến 3L anh em ạ. Chắc chắn là 3L đều rồi, bài này không 3L đều thì đúng là gà anh em ạ. 3L đến từ Mạnh Hào, không nói nhiều. Tôi kệ chim sẻ nào muốn làm gì thì làm. Xem Mạnh Hào thôi. Rồi, tao này đi bầy hiêu, còn bầy hiêu, bầy hiêu. Còn bầy hiêu nữa. Nhưng mà gặp đúng bài hai lạc đà, tôi bắt đầu thấy giống giống chặt trước thế nhở. Gặp bài 2L của tiểu hoàn thầu anh em ạ. Và Mạnh Hào đứng nhà không để đi, đây là máy chim sẻ. Chim sẻ đang cơ cấu thêm con voi nữa và thầu tạt đấy, tạt 2L đấy. 1L hay 1L, 1 ngựa giò 2 lạc đà đấy. Tạt rồi sao không thể bắn Mạnh Hào, không thể chém Mạnh Hào mà. Và như vậy bạn thấy 3L không tạt, Minh Hoàn đánh cung và sẽ đang bắn vào bãi vàng đối phương. Điều á, ôi anh Hào làm gì đây, anh Hào làm gì đây. Vâng, khó đấy. Tôi bắt đầu thấy viễn cảnh chim sẻ đang 3L hiện ra rồi anh em ơi. Thầu nó đứng im ở nhà, ông Hào không chém được thầu rồi. Vâng. Nhìn anh múa 3L cho mà xem này. Vâng, tôi bắt đầu nhìn thấy giống chim sẻ đang quá anh em ạ. Cái bài 3L đấy không qua được 2L thầu. Đội bạn là lạc đà công giáp đầy đủ anh em ơi. Giống hết bài chim sẻ đang 3L hôm nọ luôn. Và cũng gặp tiểu màn thầu và cũng không qua được. Và không ăn, có khi là còn chưa chắc đã ăn được tơ này cơ. Không ăn được tơ này thật đây này anh em này. Giống hệt chim sẻ rồi. Không ăn được, không ăn được, không ăn được anh em ạ. Chúng ta phải xem bài chim sẻ nữa thôi. Vâng, Hào nổ rồi, gặp ngay thầu múa thế này, nó múa cho. Rồi, vậy chúng ta lại xem anh Min Văn này dẫy thế nào được trước Egypt. Cần gì phải tạt, chết rồi, tạt làm gì. Vâng, mình sẽ bắn là ông màu 2 này là ối rồi ôi rồi đấy. Tham lai là 32 đấy, thủ chim sẻ chưa chết được tuần này, phải điều khéo cơ anh em ơi. Và sau lại hai con ra trước hai con ra sau này. 9 giờ yeah, màu 1 đến kìa. Đây đang bắn lạc đà đây. Vâng, lạc đà đang chém luôn cái con ngựa chém Mạnh Hào. Chả đông thì sao, 2L siêu đều. Sẻ tham lai 31. Nhưng đội bạn là 2L siêu đều với vài đấu được cầm Babylon của game thủ tiểu Man Thầu. Tôi đã bảo rồi, nhìn trận IA Mạnh Hà 3L này rất giống với trận đấu mà chim sẻ đang cầm IA cũng 3L và cũng gặp tiểu Man Thầu. Và Thầu cũng đánh theo kiểu lạc đà đứng nhà và sẻ cũng không qua được. Vâng, giáp 2 thôi. Trận này Hào cũng không qua được. Và Minh Hoan bắt đầu có cung A. Rất căng thẳng cho chúng ta trong trận đấu này. Và vẫn đang điều đến từ cái thủ chim sẻ. Đang điều với những con cung A Minh Hoan của Cam Quýt. Vẫn đang điều. Nhưng để ăn được tơ này là khá khó. Trong đó là mặt máy cái thủ Mạnh Hào. Bắt đầu vào chém tiểu bàn thầu. 3L tham lai 35. Nâng đào vàng. Phải tạt sang đây thôi. Không giết được Minh Hoan tầm này nữa rồi. Vâng, vào thôi. Xin lỗi, ngựa chém công giáp đầy đủ. 3BL. Dân nó bắt đầu đứng chơi rồi, phải vẽ thêm ruộng. Nhưng mà lạc đà nó khác ngựa chém cực kỳ luôn. Không lên được công nghệ thì không thể chơi được lạc đà với những con chém công giáp đầy đủ như thế này. Bơm bớt thịt cho sẻ không anh? Có. Bơm cho 100 thịt. Và trong khi đó là máy cái thủ chim sẻ. Sẻ đang tạt sang 1-1, bài 2L không bánh xe đến từ cái thủ tiểu bàn thầu. Nào phải lên luôn. Bắt đầu bắn được lực của thầu rồi. Hit and run những con nông dân này. Ô, với một tơn.
Ở nhà sẽ bị đẩy luôn rồi. Ui. Đau anh em ạ, tên này đau đấy. Tôi gọi Mạnh Hào sang cùng với chim trẻ đến để công vào nhà cam quýt, thành ra chúng ta hơi lỗ từ đó khi mà lạc đà nó về cứu được máu hai luôn. Gỗ 2 thăm 28, không có nhà như thế này là rất khoai khi mà Min Man bắt đầu có được nhiều cung. À chúng ta phải chơi đến chết vào một thì mới có cửa được anh em ạ, phải chơi chết vào một mới có cửa được. VA đang bị ốp rồi đấy, máu hai đây, bắt hết quân vào một đã. Phải bắt hết lạc đà thì mới chơi được Min Man nó dễ hơn. Và giữ tham B bị đốt hết rồi, ăn được 4 dân đến từ người cầm màu 2. Màu 1 tên này thì cũng đi đấy. Đây lạc đà đây còn khá đông. Đây 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 giữa nhà, bên nhà sẻ đây. Đông đấy, rất đông lạc đà đến từ game thủ Tiểu Màn Thầu. Khoanh ruộng này chơi chưa? Và phải đấy gáp. Và đội bạn chắc chắn là không thiêu lạc đà với những đơn vị quân chúng ta nếu như mà chúng ta kết hợp quân với nhau. Đội bạn sẽ đợi để đi cùng Min Hoan. Một thế trận khó thì gặp đôi chim trẻ đáng mặt Mạnh Hào. Đây là một máy cái thủ Mạnh Hào. Mạnh Hào tham lai là 47. Và có pha vẩy e đấy chim sẻ đi áng. Và đã có anh em vẩy e và chơi những con lạc đà Tiểu Màn Thầu. Chưa bắt hết được lạc đà, phải bắt triệt để được những con lạc đà này của đối phương thì chúng ta mới chơi Min Hoan dễ được. Quản hết Tiểu Màn Thầu rồi, thầu không bánh xe mà. Hào vẫn đang 3L đều. Vâng, đội bạn 28 dân đưa cam quýt và tham cân. Quýt chỉ bắt cung A chứ không là phải một bài đấu ra dân dành cho anh thủ cam quýt. Và đây những con lạc đà Tiểu Màn Thầu. Đây là cái thủ chim sẻ với tham lai 32. Tham lai đang cân. Và cam quýt vít chơi chay cung A và không có dân trận đấu này. Chạy đi nó nhìn thấy. Bóng cung A nó sẽ nhìn thấy tân dân ăn gỗ sắp hai mặt đồ sẽ. Úi úi. Kéo nó sang kìa. Giữa nhà này. Đây. Vâng, chúng ta đổi nhà, đổi nhà anh em ạ. Đổi nhà rồi. Đổi nhà, đổi nhà anh em ạ. Đổi nhà. Nhà nó lao sang. Sẻ đang đấu rồi. Đây là cái vụ chim sẻ. Chưa đi được khi mà đội bạn đang chặn. Khoanh ruộng. Hào chạy. Và đây là máy Mạnh Hào. Hào đang xô vào lạc đà về. Đổi nhà tên này. Và Quýt biết điều đó, Quýt ngửi thấy mùi rồi. Ở trên mặt 12 giờ từ xuống sẽ là dãy BE đấy. Vâng, lao được vào bên trong không? Không lao vào được đến từ Mạnh Hào. Chém đã chém 4. Vâng, chém cung. Chém lạc đà. Vâng, tên đổi nhà này rất mạo hiểm. Chưa lọt vào được. Chém kẽ này. Đảo đảo một chút thôi, chưa vào được tên này anh em ạ. Các bạn rất đông quân. Đây, chém kẽ đi. Tham lai là 47 đấy, yêu thủ Mạnh Hào. Không bánh xe. Vào. Chưa vào được, không vào được, có bóng gỗ rồi. Đây cái e này vậy. Quýt đang kéo quân về thì phải. Vâng, tôi không nhìn thấy quân của bạn. Vâng, Quýt kéo quân về. Vâng, ra chơi tương qua bên ngoài. Chơi qua bên ngoài anh em ơi. Chơi luôn. Đây là một máy cái thủ chim sẻ với tham lai là 34. Có một cung A đi quản đấy ở cắm Quýt, rất khó chịu. Chơi tương bên ngoài trước. Vâng, cung A bắn rất đau, đảo tí đi. Vâng, thằng này 35 đến thủ chim sẻ. Chơi được cung tân cung A đây rồi. Vâng, về nhà ra lại ruộng. Nhưng cái việc mà chim sẻ đang ở gần nhà cam quýt như thế này sẽ bị đội bạn dí liên tục. Đây là máy kỹ thủ Mạnh Hào với tham lai ở số là 31 cũng đã bắt được một tân cung đi công của đối phương. Bài không bánh xe đến từ con IA. Và xem thầu có hồi được không. Đúng là thầu đang hồi với hai nông dân đây, chém nốt đi. Nốt BL đội bạn. Còn một dân nó chạy đi kìa. Đây rồi. Đang gom chém. Và sẽ đang gọi Hào sang luôn. Và sẽ đang gọi Hào sang để bắt tân công an này cắm quýt. Nhưng đội bạn lại quýt rồi. Ok. Và sao lại quýt nhở? 2-0 ở trong trận đấu thứ 3. Vâng, sao quýt nhở? Sao quýt nhở? Thả mình đèn một tí thôi. Sao quýt nhở? Anh ơi, sao đúng quyết anh ơi?